Dưới phần bình luận một bài viết của Shin trên trang cá nhân, fan hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thấy tài khoản tích xanh của Jennie Blackpink đã để lại lời khen cho nữ TikToker Việt Nam thực hư thế nào. Bùi Thảo Ly, nickname là Shin, là một TikToker Việt Nam. Tuy nhiên, cô nàng có lượng fan hâm mộ rất hùng hậu, không chỉ người Việt Nam mà các fan đến từ Trung Quốc cũng rất hâm mộ cô nàng. Bởi lẽ không phải chỉ có tài năng dancer mà cô còn sở hữu cho mình một khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung, năng động và có được một vóc dáng được nhiều người mơ ước. Hiện nay, Shin đang là một trong những hot TikToker triệu view được đông đảo giới trẻ quan tâm và yêu mến. Người hâm mộ có thể dễ dàng tìm thấy tên cô nàng ở bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào. Những ngày vừa qua, cô nàng đang có chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Được biết, đây là lần đầu tiên nữ TikToker có cơ hội đến xứ sở kim chi nên đã vô cùng háo hức chụp ảnh check-in tại đây. Đặc biệt, trong một bài viết trên trang cá nhân, người hâm mộ không chỉ chú ý đến nhan sắc xinh đẹp của Shin mà còn bị thu hút đến một bình luận có tên Jennie Kim kèm tích xanh. Không khó để đoán ra đây chính là tên của nữ idol đình đám Jennie của nhóm nhạc thần tượng Blackpink. Theo đó, ngay tại phần bình luận bài viết, nữ ca sĩ viết bằng tiếng Việt, xinh xỉu. Hành động công khai khen ngợi Shin đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn sự ngưỡng mộ dành cho Shin vì được nữ thần tượng nổi tiếng pop dành lời khen. Ủa, thiệt hả? Ủa sao Jennie nói tiếng Việt? Idol em. Tuy nhiên, sau đó cư dân mạng sau đó đã phát hiện rằng đây chỉ là một trang do người hâm mộ lập ra, không phải trang chính thức. Dù không phải được tài khoản chính chủ của Jennie Blackpink khen ngợi, nhưng người hâm mộ cũng suýt xoa dành nhiều lời có cánh cho nhan sắc xinh đẹp ngày càng lên hương của Shin tại Hàn Quốc. Một điểm trùng hợp giữa Shin và Blackpink mà nhiều người biết đến chính là nickname Lisa Việt Nam của cô nàng khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 2 vì có phong cách tương tự em út Blackpink. Thêm vào đó, đoạn clip nữ vũ công này cover điệu nhảy Money của Lisa đã đạt hơn 100 triệu lượt xem trên TikTok, càng khiến cô nhận được nhiều sự chú ý. Tính đến thời điểm hiện tại, tài khoản TikTok của cô nàng đã thu hút hơn 13,8 triệu follower với gần 402 triệu lượt thích. Đây là một con số vô cùng ấn tượng chứng tỏ sức hút và sức ảnh hưởng của cô nàng. Không thể phủ nhận nickname Lisa Việt Nam giúp Thảo Ly được nhiều người chú ý hơn, nhưng ngược lại nó cũng đem đến cho cô nàng không ít rắc rối. Hot TikToker chia sẻ, tôi không phải Lisa Việt Nam thì tôi nói tôi không phải Lisa Việt Nam. Tôi không phải Lisa Việt Nam, nhưng tôi là fan và tôi có quyền yêu thích thần tượng của mình. Tôi có quyền hướng theo phong cách và hình ảnh tôi thích hoặc tôi hợp. Đồng thời, Shin Bùi Thảo Ly còn bày tỏ sự bức xúc khi một số người cho rằng cô đang cố thể hiện để giống với nữ idol Hàn Quốc. Ngoài ra, hot TikToker này còn thừa nhận bản thân cảm thấy sợ hãi mỗi khi bị so sánh với Lisa. Hồi trước có ai khen giống vui gần chết, giờ ai nói giống thì sợ muốn chết. Rồi cũng đừng ai nói, hãy là chính mình, tôi không là tôi thì là ai hả mọi người, Shin Bùi Thảo Ly tâm sự. Trước đây, Shin đã là cái tên quen thuộc trong những vũ điệu tiêu biểu như Đưa tay đây nào remix, cứ chiêu thôi, lấy cây rủ. Đặc biệt, ca khúc Đưa tay đây nào từng hot viral trên cộng đồng TikTok một thời gian dài. Đặc biệt, Shin còn là khách mời nữ Việt Nam duy nhất được mời tham dự game show nổi tiếng Chuen 2022, Sáng tạo Doanh 2022. Nhưng do cản trở về mặt ngôn ngữ nên Shin đã từ chối dự thi.